Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16:30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khoảng thời gian vừa qua khi chương trình làm chủ đề về rối loạn tiểu tiện, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những câu hỏi và cuộc gọi điện thoại của quý vị khán giả gửi về việc mà một ngày đi tiểu đến 14-15 lần, ban đêm là từ 3-4 lần, khiến cho nhiều vị khán giả cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bị mất ngủ và cảm giác thiếu tự tin, không dám đi đâu xa, và mong rằng bác sĩ của chương trình sẽ đưa ra cách để có thể chữa trị dứt điểm về vấn đề này. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến phim trường Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Ngô Xuân Thái, là giảng viên cấp cao và cũng là trưởng bộ môn tiết niệu Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính chào Phó Giáo sư ạ. Xin chào MC Thanh Phương và xin chào khán giả xem đài. Trước khi chúng ta đến với phần trò chuyện cùng với Phó Giáo sư để giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về sự phiền toái của căn bệnh này mang lại, mời quý vị cùng theo dõi phần tiểu phẩm sau. Nhà của tụi tôi lan và điệp. Trời ơi, cũ hết là nữa. Còn điệp đây sao? Cái nhà vệ sinh ở đâu? Ở đây. Ở đâu? Trời ơi, chỉ cho đàng hoàng coi. Ở đó. Thôi, ừ. Cầm cái mà nghe giữ cho kỹ, coi chừng rau cỏ mà dập cái là chết với tôi nghe chưa. Ủa mà bà xứng nhà mình được chi ta? Một là bà trúng dấu á. Hai là bà bị tào tháo rồi. Ê, đâu được mà này. Để bà vậy, giờ trong cổng có tiền gì sao ta? Ê, cái gì mà ập vô nhà tôi như bảo tới vậy? Khỏe quá, cái giỏ đâu đưa đây, cảm ơn nghe. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi nhờ chị là nhờ chị cầm cái giỏ, chị đỡ lần nào bị ném cái giỏ chị đặt xuống dưới vậy. Lần cái giỏ đưa này lên cho tôi. Bà biểu tôi xách cái này cho bà, rồi tôi sợ bà trúng gió, tôi cũng cho, tôi chỉ đường bà. Bà có thấy cái chổi này tự nhiên nó dựng đứng lên, rồi nó tán vô trong người bà không? Bà là ai đâu vô đây? Mà thân thể thì có một khúc mà sao giọng cứ quan quan mà hết sớm à? Cảm thấy tôi bình tĩnh lại rồi, tôi hỏi rồi nè. Bà vợ bé chồng tôi hả? Đâu có. Bồ chồng tôi hả? Không. Chứ tự nhiên bà vô nhà tôi bà kiếm ai chồng? Nhà vệ sinh. Ê, sao bà không về nhà bà tiểu qua nhà tôi tiểu? Ta nói mỗi một lần mà nó lên cơn một cái là không thể từ từ, không thể nhẹ nhàng từ tốn được. Là cái nhu cầu cấp bách cần thiết giải quyết ngay tại chỗ. Hương ơi, em phải ghê cao cảnh giác một người nghe Hương. Nhà bây giờ cái sớm mình nó ghê gớm lắm. Tôi thấy bà nào cũng ghê gớm hết. Chính cái người phụ nữ này là cái điều để mà tôi qua đây đây nè. Là bộ như nhà gấp gáp lắm ha. Để cái mình tội nghi mình chơi vô nhà, dòm qua liếc lại coi nhà mình có ai hay không, để ra cho đồng bọn biết nó len lỏi gì mình, nó chơi nó chịa. Em phải cảnh giác. Nhưng mà sao, khu vực nào, người ở khu vực nào đi qua đây? Ủa sao hai chị sống không có tình nghĩa vậy trơn vậy? Là sao? Em mới vừa về. Sống không tình làng nghĩa sớm mà bà tràn vô nhà tôi, bà đi toilet tôi cho bà đi hả? Mới ghé nhà chị cũng vậy, cho vô cho em nhờ cho toilet. Rồi bây giờ qua đây. Trời ơi, làm gì đi hoài vậy, nước đâu dư vậy? Trời ơi, em bị cái bệnh nữa rồi là sao ta? Tiểu đêm tiểu nhiều lần tiểu không kiểm soát được. Cái bệnh này sao giống cái bệnh ông xã tôi quá vậy ta? Chồng chị cũng bị bệnh hả? Sao em thấy khỏe re vậy? Thì ông lại có cách. Cách gì hay vậy? Bây giờ đó phải nhờ bác sĩ tư vấn đi. Nếu mà bị cái chứng rối loạn tiểu tiện, tôi sẽ có cách tôi trị cho. Wow, bác sĩ tư vấn đâu? Đây nè. Dạ thưa Phó Giáo sư, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật gặp phải tình trạng đó là tiểu nhiều lần, không tự chủ được mà phải đi liền. Trong đêm thì cũng phải dậy liên tục. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phiền toái này thế ạ? Việc tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu không tự chủ, nó thể hiện rất là nhiều cái loại bệnh khác nhau. Ở nam giới thì liên quan đến tuyến tiền liệt. Những cái triệu chứng này cũng có thể gặp ở phụ nữ lớn tuổi bị cái rối loạn mãn kinh hoặc là sau sinh. Nhưng một trong những nguyên nhân bệnh nhân mà bác sĩ bỏ quên gần đây, người ta thấy là bàng quang tăng hoạt, OAB, có nghĩa là bàng quang nó hoạt động quá mức so với bình thường. Cái chức năng của bàng quang nó bị rối loạn. Dù là cái lượng nước tiểu trong bàng quang nó không có nhiều, cái lượng nước tiểu bình thường để một người bình thường có một cái phản xạ đi tiểu thì là khoảng từ 300 cho tới 400 ml. Còn người mà bị cái bệnh bàng quang tăng hoạt thì cái lượng nước tiểu nó không có nhiều như vậy, nhưng mà người ta vẫn có cảm giác mắc đi tiểu, đưa đến cái triệu chứng là người ta phải đi tiểu nhiều lần. Vậy thưa Phó Giáo sư, vậy thì hiện nay có những cái giải pháp nào để điều trị được hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB không ạ? Để điều trị bàng quang tăng hoạt thì có rất nhiều giải pháp. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân cách mà sử dụng nước uống cũng như là thực phẩm. Những bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt nên tránh dùng những cái thuốc nước uống có những cái chất chứa nhiều cái caffeine. Bệnh nhân cũng nên tránh sử dụng những cái nước uống có chứa nhiều cái chất axit, thí dụ như là nước chanh, nước cam, thì nó cũng rất là ảnh hưởng tới cái chức năng co bóp của bàng quang của bệnh nhân. Thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân một những phương pháp vật lý trị liệu hoặc là tập Kegel, thì có thể là dùng bằng thuốc hoặc là dùng cái thảo dược. Người ta thấy là cái chỉ số khối cơ thể BMI đó
mà lớn hơn 30 sẽ làm tăng cái tỷ lệ tiểu không kiểm soát lẫn những cái triệu chứng của đường tiểu dưới cũng như là bàng quang tăng hoạt. Nếu là tình trạng táo bón là mình phải cải thiện. Bệnh nhân phải ăn nhiều cái chế độ nhiều chất xơ, nhiều rau xanh và hạn chế rượu bia, thuốc lá. Xu hướng hiện nay bệnh nhân sẽ được điều trị phối hợp thuốc và những cái phương pháp hỗ trợ bằng những cái dược liệu hay còn gọi là thảo dược. Thì thảo dược thì có rất nhiều nguồn gốc khác nhau. Tuy nhiên chọn lựa một cái thảo dược như thế nào cho nó hợp lý với cái bệnh tình của mình, không gây ra những cái tác hại, những cái tác dụng phụ đi kèm. Vì như chúng ta biết đó, một số loại thuốc Tây y rất có hiệu quả trong điều trị bàng quang tăng hoạt, nhưng mà nó sẽ đi kèm theo những cái tác dụng phụ. Thì những cái thảo dược thì nó hiệu quả nó chậm hơn. Nó có một cái điều rất là thuận lợi là nó sẽ rất là ít gây những cái tác dụng phụ đó. Việc sử dụng những cái thảo dược này đòi hỏi được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép. Thứ hai là những cái thảo dược này được những cái công ty bào chế có uy tín và được thử nghiệm lâm sàng, đã được công bố trên những cái tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín mới có cái hiệu quả như mong muốn. Thưa Phó Giáo sư, dạo gần đây nghe nhiều người nhắc đến về một cái loại sản phẩm viên uống có chứa thành phần Colette, trong đó có chứa hạt bí đỏ Pepo đến từ châu Âu và mầm đậu nành. Phó Giáo sư có thể chia sẻ cụ thể hơn về hiệu quả của những thành phần này đối với việc điều trị tiểu đêm tiểu nhiều lần ạ? Thì việc điều trị bàng quang tăng hoạt, người ta có chú trọng tới những cái thảo dược. Thì trong đó có những cái dạng bào chế bao gồm hạt bí đỏ Pepo từ vùng Địa Trung Hải phối hợp với lại mầm đậu nành. Ở Việt Nam thì có những cái sản phẩm bào chế phối hợp với lại cao đỗ trọng cũng như là L-carnitine cũng đã cho thấy là cái hiệu quả bước đầu đáng khích lệ trong việc điều trị bàng quang tăng hoạt. Năm 2014 có một tạp chí về dược phẩm có đăng một cái bài báo về nghiên cứu ở Hàn Quốc tiến hành trên 120 người. 60 người được điều trị bằng tinh chất hạt bí đỏ Pepo kết hợp với mầm đậu nành. 60 người còn lại dùng giả dược thì người ta thấy tinh chất bí đỏ kết hợp với mầm đậu nành có hiệu quả rõ rệt trong việc điều trị tiểu nhiều lần và tiểu đêm. Bệnh nhân bị triệu chứng tiểu đêm mà 3 lần trở lên một đêm sau khi dùng thuốc từ 6 tới 12 tuần thì có thể cải thiện cái triệu chứng dưới 1 lần trong một đêm. Lời khuyên cho người bị rối loạn tiểu tiện: để giảm các triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ nhanh chóng và hiệu quả, không nên uống trà, các thức uống chứa caffeine như cà phê, rượu bia, nước tăng lực, hạn chế ăn các thực phẩm nhiều axit như cam, chanh, bưởi, cà chua, giảm uống nước 2 đến 4 giờ trước khi đi ngủ, luyện tập thể dục, bài tập Kegels giúp tăng sức cơ vùng chậu và phục hồi cơ bàng quang. Nên sử dụng sản phẩm có chứa Goles chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành từ Thụy Sĩ đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, giúp giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh có kiểm soát hoạt động tiểu tiện, tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và giảm hội chứng bàng quang tăng hoạt ORB. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi tiểu phẩm của chương trình để xem rằng sau khi được nghe những lời tư vấn của Phó Giáo sư thì các nhân vật của chúng ta sẽ giải quyết tình huống ra sao nhé. Hay không? Thấy hay không? Thấy bác sĩ nói hay không? Đó, bác sĩ hay thiệt luôn á, nói đúng cái triệu chứng của tôi. Đúng rồi, cái này kêu là bàng quang tăng hoạt ORB. Đó, nó nghe nè, bớt ăn nóng nè, bớt ăn cay nè, phải không? Bác sĩ có nói nè, bớt ăn những chất kích thích đồ vô. Đúng. Ví dụ như cà phê, thuốc lá, uống rượu đồ, hoặc là nha, stress cũng bị. Thí dụ như loại bỏ bớt những cái chất mà nhiều tính axit nè. Quan trọng nha, bác sĩ nói là có thể dùng dược thảo á để mà hỗ trợ điều trị. Ví dụ như chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành đem lại hiệu quả cao. Ê, hả? Gì nữa? Gì đó chị? Khoan khoan, chờ tôi. Dạ dạ không không, em hai người đến đây chờ tôi. Khoan, chờ chút, chờ chút. Bảo Hoàng, bảo đây, 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 đây. À, cái này là sản phẩm hỗ trợ điều trị đúng không? Đây là sản phẩm có thành phần Golet từ Thụy Sĩ, chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo của châu Âu và mầm đậu nành giúp giảm tiểu đêm nè, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và hội chứng bàng quang tăng hoạt ORB. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép nghe, được kiểm nghiệm an toàn nè và được sản xuất từ nhà máy hiện đại GMP đó. Nhà thuốc nào cũng có bán hết trơn. Nói nghe nè, ủa mà chồng chị xài thấy hiệu quả làm sao? Trong 6 tới 8 ngày, số lần đi tiểu trong ngày giảm đáng kể. Sau 3 đến 4 tuần á, đêm á chỉ đi tiểu từ 0 tới 1 lần mà thôi. Mà nhớ nghe, uống đủ liệu trình từ 3 tới 6 tháng nghe. Là hết lo tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són rồi. Rồi chị sách qua đây làm chi? Thì sách qua đây thì tặng cổ cũng như là xóa luôn biểu làm rồi. Thấy chưa? Tại vì lối sớm mà. Thấy chưa? Mấy con người ta sống đâu. Cảm ơn hai chị nhiều lắm nha. Gặp hai chị giống như cái duyên của em vậy đó. Hy vọng giống như này bà tiên kìa. Bây giờ em thì không có được cái gì, được mỗi cái biệt tài vừa đẹp vừa có nấu ăn ngon thôi. Mời hai chị qua nhà em ăn bữa cơm coi như là cảm ơn rồi á, làm quen lối sớm với nhau luôn. Ê, khoan khoan, bây giờ tôi phải đi rau lại, phải làm cái ô bật nưa, tại nãy tôi nói cái người này là cái người nguy hiểm. Thôi bây giờ hai người đi lo nấu ăn đi tôi. Mọi người ơi,
Rồi bà về nấu đi. Phụ nữ này là lối số của mình nha. Rồi phải là phụ nữ lắm nha mọi người. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ ơi tại sao cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Ngô Xuân Thái đã dành thời gian tham dự chương trình ạ. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vào lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.